The Gang Show Music Wave. Những câu chuyện trải lòng, những ca khúc lắng động, những chia sẻ chưa bao giờ kể. Tôi là Nguyên Khang, chào mừng quý vị đang cùng đến với The Gang Show Music Wave. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với những câu chuyện về âm nhạc trong số đặc biệt ngày hôm nay. Nhân cái chủ đề của chúng ta đó là hương vị tình thân, thì Nguyên Khang chợt nhớ đến hai cái giọng hát rất là ngọt ngào và rất là tình cảm. Thế là mới bắt máy gọi điện cho hai bạn ấy để coi là liệu hai bạn có kết hợp với nhau không. Tại vì quý vị cũng biết mà, trong showbiz nhiều khi bằng mặt chứ không bằng lòng. Vui vẻ trước mặt chứ đằng sau lưng khó chịu không happy. Cho nên tôi phải gọi điện và vô tình chung cả hai lại có vẻ hợp nhau. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là ca sĩ Lương Bích Hữu và ca sĩ Hamlet Trường. Xin chào hai bạn. Dạ, chào anh Khang. Vâng. Chào quý vị. Vâng, yêu thương nhau thật sự đúng không ạ? Tình chị em của chúng tôi đã trải qua gần 20 năm có lẽ. 20 năm có nghĩa là biết từ hồi Hamlet còn là học cấp 3, cấp 2. Dạ đúng rồi, học cấp 3. Lúc đó thì em vừa mới thử việc ở công ty của chị Hữu đang là ca sĩ độc quyền. Dạ. Và em cũng khởi đầu những cái bài hát của mình bằng cách viết lời cho nhạc sĩ Thu Hà. Thì lúc đó chị Hữu là một trong những ca sĩ đầu tiên thể hiện âm nhạc của Hamlet Trường. Nhưng mà lúc đó thì Hamlet còn chưa có đi hát đâu quý vị. Dạ chưa. Bây giờ là tràn hết mọi lĩnh vực nha. Đi hát, sáng tác, rồi làm MC nữa. Đó, quý vị. Viết sách nữa, rồi nói chung sắp tới là mở nhà hàng nữa cơ. Cạnh tranh lắm. Quý vị biết không, khi mà chúng tôi chọn cái set đồ á, thì Nguyễn Khang có chọn đưa ra cái tông màu để beige, còn tông màu gọi là màu be á. Thì Hữu mặc màu be rồi, Nguyễn Khang chọn cái áo cho nó hợp với Hữu. Ai ngờ đâu lại đụng phải bộ đồ của Hamlet Trường, nhìn hai đứa như hai anh em sinh đôi vậy đó. Thì đó, coi như là tự nhiên lên cái muốn đi về ngang luôn á. Hữu nổi bật nhất. Thôi kệ nó, cho nó phù hợp chủ đề hương vị tình thân như gia đình vậy. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với một ca khúc là Giai điệu vui tươi nha. Hồi xưa khi mà các bạn còn nhỏ, có một bộ phim nào mà nó ảnh hưởng đến ký ức của các bạn không? Phim TVB nè. Có, hồi xưa Hữu rất là thích phim Huỳnh Châu Cát Cát với lại phim Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp, em làm tiểu luân nữ hả? Vậy chắc là em là dương quá rồi. Anh là gì ta? Chả lẽ anh là con điêu? Hồi xưa em nhớ coi bộ phim nào ảnh hưởng đến em nhiều ta. Phim TPP chắc chắn rồi. Những cái bộ phim về tình thâm á anh. Như là Gia Hảo Nguyệt Viên nè. Mối nặng tình thâm đó. Hoặc là... Đúng rồi, Gia Hảo Nguyệt Viên. Có một cái bộ phim mà nó ảnh hưởng đến anh rất là vui. Đó là bộ phim Huynh Đệ Song Hành. Huynh Đệ Song Hành. Có coi phim đó không ạ? Có. Đó là một trong những bộ phim hài lắm, hài của TVB. Một cái cảnh là hai anh chàng đứng ở trên tầng thượng đúng không? Cái anh mà nhát á thì nhảy trước, còn cái anh mà gan có cuộc không nhảy. Anh coi cái đoạn mà diễn viên đóng thế. Mấy bạn đó là xuất phát từ diễn viên đóng thế xong ra diễn cái bộ phim đó. Và đến bây giờ nó vẫn là một trong những bộ phim có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với tuổi thơ của anh. Thế thì trong đó có một bài nhạc phim rất là nổi tiếng của bộ phim này. Thế thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ gửi đến khán giả nha. Tạo không khí tươi vui. Thưa quý vị, đó là ca khúc Người Cùng Cảnh Ngộ. Đây là một ca khúc nhạc Hoa Lệ Việt. Và lần này chúng tôi mời quý vị sẽ đến với phần thể hiện của Hamlet Trường và Lương Bích Hữu. Cuộc đời này thật là rắc rối, làm sao biết sống cho vừa. Và lòng người còn nhiều ngăn cách, làm con tim anh e dè. Rồi một ngày chợt buồn em khóc, làm sao đoán trước bây giờ. Một nụ hồng tặng niềm vui mới, làm vơi cơn đau ban chiều. Lòng người ơi, yeah.
ra đời anh ôm cơn đau vùi. Mình dù nhiều cay đắng, người ơi ta bên nhau hoài. Không ngờ là các bạn hát với nhau cũng rất là ăn ý đúng không ạ? Sau cái ca khúc vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư của một khán giả rất là tâm sự gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Đây là những lá thư mà các bạn ấy nói là khi xem chương trình xong thì thấy hay quá nên viết về chương trình. Xin chào chương trình, tôi là Đình Khôi, đang sống và làm việc tại Nhật. Thì tình cờ tôi có xem chương trình The Khang Show và bị thu hút ngay từ tập đầu tiên, tập mà có Ôn Vĩnh Quang và Dương Nguyễn tham gia. Những bức thư được chia sẻ, những ca khúc trong chương trình khiến cho tôi đồng cảm. Và đâu đó thì tôi thấy mình ở trong ấy. Hôm nay thì tôi mạo muội viết vài dòng tin gửi đến chương trình. Không có gì nhiều, chỉ mong là được trải lòng cùng với các bạn về cuộc sống tha phương nơi đất khách quê người. Tôi qua Nhật theo diện xuất khẩu lao động với một mục tiêu là đổi đời, kiếm tiền gửi về cho gia đình trả nợ và nuôi người yêu ăn học. Để qua được đây thì gia đình tôi phải cầm cố căn nhà duy nhất để có tiền cho tôi đi. Đặt chân lên vùng đất mới, cứ ngỡ như cuộc sống mình sang trang. Nhưng đi rồi mới thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mơ. Vì không có tay nghề, kỹ thuật chuyên môn nên tôi thường bị giao làm những việc nặng nhọc nhất, như là khuân vác, kéo vật liệu xây dựng hay làm dàn giáo. Ở Việt Nam, trời lạnh một xíu là tôi có thể ở nhà, không muốn đi làm cũng được. Nhưng sang đây, thời tiết lạnh xuống đến âm độ, có những ngày tuyết rơi dày đặc, tôi vẫn phải cầm vào những thanh sắt giá buốt thấu đến tận tim gan. Có những hôm tôi lả đi vì kiệt sức. Cuộc sống ở Nhật thì đắt đỏ vô cùng. Công việc ít, tiền lương thấp, chi phí tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền bảo hiểm mỗi tháng không hẹn mà đến, khiến cho tôi mệt mỏi. Ăn thì chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ có thể dè sẻn để gửi tiền về Việt Nam. Niềm vui nho nhỏ của tôi chính là những khi tôi được gọi về nhà, được trò chuyện với ba mẹ và được nhìn thấy người yêu của mình vui. Nhưng mà dần dần tôi sợ những cuộc điện thoại ấy, khi mà gia đình cứ so sánh. Thằng Thành mỗi tháng gửi về gần cả 100 triệu, sao mày gửi có 20 bị khôi? Mày xem chỗ nào làm được thì đổi đi. Áp lực gia đình đè nặng, tôi muốn tìm những phút giây nhẹ nhõm với người yêu thì cô ấy lại hay hờn dỗi vì không có tôi bên cạnh. Và đôi khi cũng vì tiền tôi gửi về không đủ để cô ấy sắm sửa cho bằng bạn, bằng bè. Lúc ấy tôi chỉ biết gượng cười, chứ làm sao có thể nói rằng đồng tiền tôi kiếm được phải đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình. Không biết là khi nghe một vài dòng tâm sự lúc đầu như vậy thì hai bạn cảm thấy như sao? Hữu có bao giờ phải đi làm hoặc là đi sống ở xa quê hương chưa? Có, Hữu phải đi lưu diễn nhiều nơi và cái khoảng thời gian cũng tách xa gia đình khá là dài. Thì xong sau này thì thấy là có tuổi rồi cho nên là không muốn đi nhiều nữa, muốn ở nhà, muốn tận hưởng những cái giây phút mà ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn. Và
Gần đây thì thấy là dịch bệnh cũng không còn nhiều nữa, thì cho nên là cũng dành thời gian, ví dụ như có đi đi đây đi đó diễn thì cũng sẽ dẫn mẹ theo, dẫn ba theo đi chơi. Còn Hamlet thì sao? Nghe cái câu chuyện này thì em cảm thấy cái sự ngậm ngùi nó rất là lớn, bởi vì nó có sự tương đồng với những cái câu chuyện mà mình nghe ở trên mạng gần đây về những cái người mà khi họ ở bên nước ngoài và họ hoàn toàn không còn kiểm soát được số phận của mình nữa. Trong lá thư bạn rất là đáng thương á, bởi vì một mặt bạn đi vì người khác nhưng mà người khác chưa chắc đã hiểu cho bạn. Hiểu. Đó là một cái sự ngậm ngùi. Nó cũng là tâm trạng của rất là nhiều người Việt xa xứ, xa quê hương, đi làm kiếm cái ăn của mình. Thế thì chúng ta tiếp tục cái câu chuyện của bạn khán giả ấy nha. Cô đơn, tủi thân, buông bỏ là những cảm giác luôn thường trực trong tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường này. Vinh quang nào đâu thấy, chỉ thấy toàn tủi nhục và nguy hiểm. Có những hôm tôi làm việc bạc mạng, ngủ được 2 tiếng. Có những lúc chạy trốn cảnh sát đến gục ngã vì làm lao động chui. Tất cả chỉ vì đồng tiền, những ai thấu được những vất vả ấy. 5 năm ở Nhật, tôi chưa về Việt Nam được một lần. Mỗi lần định về, nhìn khoản tiền phải trả, tôi lại thôi. 5 năm ở Nhật, tôi chẳng giữ được gì cho mình, kể cả tình yêu. Cô ấy bỏ tôi quen người khác để có người kề bên chăm sóc. Nhưng mà nếu kêu tôi bỏ nước Nhật để về Việt Nam làm lại, thì có lẽ câu trả lời của tôi là không. Không phải vì tôi ham cuộc sống phồn hoa nơi đây, cũng không phải vì tôi thích cái mát nước ngoài, mà chỉ vì tôi không muốn trở thành nỗi xấu hổ của gia đình khi có một thằng con bất tài không thể kiếm tiền nuôi gia đình. Những dòng suy nghĩ này nó thực sự nó cũng là một trong những đại diện của những câu chuyện. Có những câu chuyện anh biết, ví dụ như có những người mẹ đã phải mới sinh con xong là phải để lại cho người bố chăm sóc, sau đó đi xuất khẩu ở bên Nhật. Và khi mà về nhà thì đứa nhỏ nó không nhận ra được mẹ của mình luôn. Tại vì ít khi nào có cơ hội để mà ôm con hay nuôi con. Thì anh nghĩ cái tâm trạng ấy cũng giống rất là nhiều người đang sinh sống ở nước ngoài. Thôi thì bây giờ ngay Hamlet Trương gửi đến cho quý vị một ca khúc rất là hay. Một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh. Chắc em đoán ra được rồi đúng không? Dạ, em biết bài hát này. Đây là một trong những bài tôi nghĩ là đắt giá nhất của Quỳnh. Và Quỳnh cũng sẽ rất là tự hào vì mình đã từng viết một bài hát nhân văn như vậy. Mời quý vị cùng thưởng thức Nước Ngoài. Mẹ ơi, con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Nhà ta thế nào, cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã sang rồi, mẹ nhóm than ấm cha ngồi, để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cũng may giống chung mấy anh em, chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay ra hoài. Ô ô nước ngoài, giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiện, nên xin mẹ chớ muộn phiền. Vì khi biết quê ta
tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong xa bằng mệt nhoài tâm. Mẹ chớ nghĩ ngợi bên này chúng con mến thương nhau, một mai nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nước Ngoài. Thật ra thì không chỉ là câu chuyện của những người đi xa quê hương để kiếm miếng ăn, kiếm cái sống, mà còn có cả câu chuyện của những cô gái cũng phải đi qua lấy chồng nước ngoài. Và đôi khi thì lời ru nó lại càng buồn hơn, bởi vì xa quê hương, đúng không ạ? Cho nên là em nghĩ là đợt Hang Show phải làm nhiều mùa đó anh. Và không chỉ đợt Hang Show mà còn phải có thêm nhiều những chương trình để cho mọi người có cơ hội được chia sẻ, để mọi người được nói, được lắng nghe tiếng nói của họ giữa cuộc đời. Bởi vì cơ bản em nghĩ là những lá thư viết về chương trình hay là những chương trình khác đều là những người bên ngoài không được lắng nghe. Khi mà tụi anh làm cái chương trình này á, tụi anh mong những cái lá thư kể những cái câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà thật sự có những cái lá thư khiến tụi anh bất ngờ, tại vì nó biến cố, nó sóng gió còn hơn cả phim luôn. Nó cái gọi là cái nút thắt của nó liên tục thay đổi. Cái câu chuyện vừa rồi chỉ là một cái lát cắt nhỏ trong câu chuyện của những người xa xứ. Và như bạn của anh chẳng hạn, đi làm bên nước ngoài thì cứ mỗi lần mà Tết đến, ngồi cắt cái bánh chưng, em biết không, mà nước mắt nó chảy lên cái bánh chưng đó luôn. Là tại vì thấy ở trên màn hình bắn pháo bông, rồi thấy trên YouTube bắn pháo bông mà ngồi trong một cái căn phòng. Em biết là bạn của anh là một nghệ sĩ, chị ấy cũng là một diễn viên, thì chị ấy phải làm ba job khác nhau, tức là sau khi kết thúc cái giờ này lập tức chạy qua một cái siêu thị khác để đóng gói và quẹt mã scan code thu ngân, sau đó lại chạy đến một cái siêu thị khác, và trên đường chạy em biết không, ăn vội cái bánh mì sandwich. Và có một lần chị đang chạy xong rồi chị chạy vội thì sợ trễ chuyến tàu, chị nuốt nghẹn cái miếng sandwich ở trong người của chị, và lúc đó chị tưởng chị tắt thở rồi, nhưng mà sau đó thì chị rất là may là chị kịp uống nước rồi nó cũng trôi. Nhưng mà lúc đó chị tâm sự cho anh á, anh thấy tội lắm. Thì chị nói là nếu như mà chị muốn sống và tồn tại ở Tokyo thì mặc dù lương của chị làm thì cũng được, nhưng mà nếu mà muốn thuê một căn nhà như vậy thì chị phải làm ba công việc cùng một lúc thì mới có thể thuê được nhà, cũng như là lo được, gửi tiền được về cho gia đình. Thì ngay cái lúc đó cái mình nói chứ, tại sao chị lại đi Nhật, sao chị không ở Việt Nam? Thì chị nói một cái câu là tuổi chị lớn rồi, chị ở Việt Nam chị không có vai diễn, nên chị mới lại chị cũng rất thích nhất Nhật, nên chị qua đó để kiếm được nhiều tiền hơn chị quay trở về. Thì cái câu chuyện đó làm cho mình cảm thấy rất là nghẹn ngào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo. Gần đây thì có một cái ca khúc mà rất là nổi đình nổi đám, tựa gốc của nó là Thời Không Sai Lệch. Khi mà nghe cái bài Thời Không Sai Lệch này á, em có bao giờ quay thử hay là hát thử ở trên TikTok hay là trên kênh của mình chưa? Có, Hữu có quay bài đó. Khi đó là Hữu chọn cho mình cái đoạn mà hay nhất của cái bài đó để mình quay thử thôi. Cái hồi đó tự nhiên lên quá trời view luôn, triệu view luôn. Tao hát thử một đoạn cái điệp khúc bằng tiếng Hoa anh nghe thử. Không có cái lời ở đây ta. Tại vì hôm hóa hát TikTok là có coi lời. À, có coi lời. Thôi kệ, không sao. Nếu mà như vậy thì hôm nay là có một món quà dành cho Hữu đó. Là cái ca khúc này đã được một người bạn của Hamlet Trương viết lại một cái lời mới. Lúc đó khi mà viết một cái lời mới á, thì hình như là hai chị em có nghĩ ra một vài cái option tên, dạ, đặt tên đúng không? Nhưng mà cuối cùng là chốt cái tên mới là Nhân Duyên Như Sương. Và nghe biết sao Hữu thích không? Hữu thích kiểu mê kiếm hiệp. Không phải, bởi vì cái tựa này nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Bởi vì Sương nó là một cái loại mà mình đi bên cạnh nó mình không cảm nhận được. Nhưng mà mình đi đường dài mình sẽ ướt áo và lạnh và cảm và bệnh.
Thì nhân duyên nếu trong cuộc đời mình không cẩn thận, nó cũng sẽ như xương như vậy. Lúc đó anh nghe thì anh lại cảm nhận là nhân duyên như xương, có nghĩa là sao? Thấy được đó nhưng không chạm vào được. Và đôi khi chúng ta chạm vào để thì tan biến đi. Như vậy thì nó cũng giống như là đôi khi mỗi người trong cuộc đời có những cái ước muốn. Chúng ta muốn như vậy nhưng chưa chắc là chúng ta có được như vậy. Thế thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với lời mới của ca khúc Thời Không Sai Lệch. Đó là ca khúc Nhân Duyên Như Xưa với phần thể hiện của nữ ca sĩ Lương Bích Hữu. Hay quá Hữu ơi. Hay vô ghê chưa? Hãy hy vọng là em sẽ có được một ca khúc được khán giả yêu cầu nhiều khi mà đi hát bên ngoài. Chỉ là cái lời mới này thì nó hơi dài, cho nên là cũng sẽ hơi khó nhớ tí xíu, nhưng hát nhiều chắc cũng quen ha. Vâng. Vừa rồi là ca khúc Nhân Duyên Như Xưa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo của một bạn khán giả đã gửi cho chúng tôi. Một bạn nhỏ nha, bạn ghi như thế này. Bố mẹ con ly hôn rồi. Con ở với bố. Bố hứa với con, bố sẽ không tìm người nào về nhà làm mẹ kế của con, vì bố lo con sẽ phải chịu tổn thương. Mẹ con cũng rời đi rồi. Trước khi đi, mẹ ôm chặt con khóc không ngừng và liên tục nói: mẹ xin lỗi con. Mẹ còn nói: con đợi mẹ nhé,
Đến khi nào mẹ đủ khả năng nuôi con đến lớn, mẹ sẽ quay lại dẫn con đi cùng. Một thời gian sau, bố con yêu người khác rồi. Bố dẫn con đi gặp dì ấy. Dì đối xử rất tốt với con. Dì còn đảm bảo sẽ chăm sóc con, quan tâm con, không để con có chút cảm giác tủi thân nào. Rất nhanh, bố với dì kết hôn. Rất nhanh, bố và dì sinh một em bé. Bố bảo con nhường hết đồ chơi cho em bé nha, rồi sau này bố mua cho con đồ chơi khác. Nhưng sau đó, bố lại quên mất. Bố không mua cho con món đồ chơi nào nữa. Bố đã phải xếp hàng rất lâu để mua món bánh mà em bé thích ăn. Còn món con thích thì bố nói: "Bố bận lắm, hôm nào rảnh bố mua cho con sau nhé." Em bé lớn rồi. Một hôm em chạy đến nói với con: "Mẹ em dẫn em đi ăn kem ngon lắm, nhưng dặn em không được nói cho con biết." Đi công viên chơi, một bên bố nắm tay em, một bên bố nắm tay dì, còn con đi ở phía sau. Sinh nhật em, bố xin nghỉ hẳn một ngày để dẫn em đi chơi, còn đi ăn rất nhiều những món ăn ngon nữa, thêm cả một đống đồ chơi mới. Con thì không có. Sắp nghỉ hè, bố bảo: "Năm nay cả nhà mình đi du lịch nhé." Con cứ háo hức mãi, chỉ mong hè đến thật nhanh. Con muốn đi biển, muốn ăn hải sản, ngắm mặt trời lặn ở biển. Con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo thật đẹp để đi chơi mấy hôm liền. Nhưng cuối cùng con vẫn không đi, vì bố nói con chuẩn bị thi lên cấp rồi, phải ở nhà ôn thi. Bố, dì và em đi du lịch rồi, một mình con ở nhà ăn mì tôm hoặc thức ăn gì đã chuẩn bị từ trước. Con và em cãi nhau, em chạy về phía dì, khóc trong vòng tay và sự an ủi của dì. Bố đứng trước mặt con, bảo con xin lỗi em đi, nhưng do em làm rách cuốn sổ của con mà. Em khóc càng to hơn, bố mắng con càng lớn, giận dữ nói con phải ra xin lỗi em ngay. Đột nhiên con nghĩ, phải chăng bố đã thành bố của người khác rồi? Vậy bố của con đâu rồi? 7 năm sau, cuối cùng mẹ cũng đã quay trở về thăm con. Con muốn đi cùng mẹ rời khỏi đây, nhưng mẹ không đồng ý. Hóa ra mẹ cũng đã kết hôn cùng một người khác, cũng đã sinh một em bé nữa, cũng trở thành mẹ của người khác mất rồi. Con mong sao con nhanh lớn khôn, con sẽ tự đi tìm cuộc đời riêng cho con. Vừa rồi là một lá thư đầy xúc động của một em bé mà cả ba và mẹ đều không còn thương bé đó nữa. Anh thấy em xúc động vì sao? Không sao đâu. Tại vì trước đây là không có đọc những cái tin về những đứa trẻ mà có không là trong hoàn cảnh đó nhưng mà tệ hơn như thế, nhưng mà cũng thấy là họ là những cái con người mà họ không có được chọn lựa. Khi mà ba mẹ sinh họ ra, họ đã rơi vào cái hoàn cảnh đó, mà trong lúc còn nhỏ quá không có làm được gì hết. Thì Hữu thì bản chất Hữu cũng rất là thương, Hữu rất là thương em bé, nên Hữu cảm thấy là những cái người rất là tổn thương mà không họ, tức là những em bé đó còn nói được những cái lời này, Hữu nghĩ rằng là thật sự họ không phải là đơn giản để mà họ nói ra được những cái điều mà chân thật nhất và diễn tả được hết hoàn cảnh của những bé đó, mà phải trải qua rất là nhiều những cái thứ mà va chạm như thế để họ có thể nói được những cái lời và viết được những cái thoại bằng chính những gì họ đã trải qua. Cái đó là nó còn là một cái câu chuyện nhức nhối của rất là nhiều cái gia đình mà bố và mẹ ly hôn. Thật ra cái người mà đau khổ nhất á, thiệt thòi nhất vẫn chính là những đứa con. Đúng rồi á. Đó là chưa kể đến câu chuyện là cái này là một đứa nhỏ vẫn còn được ở với lại bố và mẹ thì lâu lâu thăm. Nhưng có những trường hợp là hai anh em ở chung thì người anh đi theo bố và người em đi theo mẹ.
Và cái chuyện như thế nó còn ảnh hưởng đến cái gọi là tình cảm anh em của cả hai khi mà lớn lên. Chắc là em cũng có rất là nhiều cái cảm xúc cũng như suy nghĩ về cái sự tan vỡ này đúng không? Dạ đúng. Em nghe câu chuyện này thì em chợt nhớ đến một cái bộ truyện tranh rất là nổi tiếng. Em không biết là nhớ có chính xác hay không, như là Kitachi một mình á. Và sau đó nó được chuyển thể thành phim hoạt hình. Và nó lấy đi nước mắt của rất nhiều người vì nó viết, vì nó làm về một cái cậu bé mà phải sống một mình khi còn rất là nhỏ. Và em nhớ hoài một cái câu ở trong cái series này, đó là bạn đừng có vội thích một đứa bé hiểu chuyện. Thường những đứa bé hiểu chuyện đa số là những đứa bé bất hạnh. Vì nó phải trải đời sớm. Cho nên là em rất là cảm thông với câu chuyện này. Thật ra những đứa nhỏ như vậy là nó bắt buộc nó phải trưởng thành sớm để nó thích nghi với cuộc đời và nó phải chịu đựng những cái tổn thương. Cho nên á, đôi khi những đứa nhỏ lớn như vậy á, nó sẽ dẫn đến hai thái cực. Một á, là sau này nó là một người rất là mạnh mẽ và nó tự nhủ với bản thân của mình là nó không để cho con của những đứa bé đó sau này lớn lên, tức là làm cha làm mẹ rồi sẽ không bao giờ để con của mình bị thiệt thòi. Hoặc có trường hợp là sau này các bé ấy sẽ mang một cái nỗi ám ảnh rất là lớn trong cái cuộc đời của mình và không thể nào xóa nhà đi được. Thì trong cái câu chuyện vừa rồi á, thì anh chợt nghĩ đến một điều là những cái vấn đề xã hội như vậy á, thật ra để viết về nó rất ít những nhạc sĩ chọn trải lòng hoặc là viết. Không phải bởi vì nó khó để viết, mà cơ bản là tại vì nó khó để nghe. Khó để nghe, khó để mà cảm thụ đúng không ạ? Dạ. Thế còn với một người làm nhạc sĩ như Hà Mết Trương thì những cái đề tài xã hội như thế này đối với em nó có chạm đến cái cảm xúc và nó có dễ để em ứng tác hoặc là sáng tác ra những ca khúc? Em nghĩ là đối với nghệ sĩ, mà nhất là nghệ sĩ lâu năm, tại vì thật ra mặc dù mọi người có thể thấy là em vẫn chưa thật sự là nghệ sĩ già hay là lớn tuổi gì mấy, nhưng mà em đã ở trong nghề này ít nhất là 17 năm, từ trong cánh gà cho đến ngoài sân khấu. Cho nên là thường với nghệ sĩ lâu năm như em á, thì em bắt đầu nghĩ nhiều về lý tưởng, bắt đầu nghĩ nhiều về những cái ý nghĩa mà việc mình đang làm và âm nhạc mình đang hướng tới ai và ảnh hưởng đến thế hệ như thế nào. Chứ nó không còn là chuyện mình hát để cho mình đã cái nư của mình nữa. Vì vậy những vấn đề xã hội sẽ luôn là một trong những điều mà em phải hướng tới. Và với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người nghệ sĩ. Thế thì dạo gần đây em có viết ca khúc nào về những đề tài xã hội không? Gần đây thì khi mà em trở thành đại sứ của chiến dịch Blue Heart của UNICEF Việt Nam, thì bài hát Ba ơi đừng xa mẹ là một trong những bài hát, mặc dù nó là mới, nhưng nó được viết từ cách đây 15 năm. Thật ra trong cái câu chuyện này là mẹ ơi đừng xa ba đúng không? Dạ. Thì đứa nhỏ nó bị bỏ rơi trong cái gia đình ấy và người ba đi một bước nữa với mẹ kế. Thế thì bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc đầy cảm xúc do Hà Mết Trương đã sáng tác và thể hiện, ca khúc Ba ơi đừng xa mẹ. Và nhớ rằng cho dù mình không có gia đình nữa thì mình vẫn có thể lựa chọn là gia đình của một ai đó. Xa mẹ con lúc này dù
vẫn có con gạch nối giữa hai người. Vâng, quý vị vừa đến với một ca khúc rất là cảm xúc, và đặc biệt là cái câu vẫn có con gạch nối giữa hai người. Thật ra khi mà người lớn cãi nhau, hụt hạc với nhau, thậm chí là muốn dẫn nhau ra tòa để mà ly hôn, thì họ luôn luôn sẽ nghĩ lại con cái trước khi mà đưa ra một cái quyết định gì đó. Nhưng mà không phải ông bố bà mẹ nào cũng hoàn toàn nghĩ đến con đâu. Đôi khi họ sẽ nghĩ đến bản thân của mình, và cuối cùng thì người chịu thiệt vẫn là những đứa con. Và chúng tôi mong rằng là quý vị khán giả cũng sẽ đồng cảm, và hãy suy nghĩ về con cái của mình trước khi mà chúng ta đưa ra những cái quyết định. Nếu như mà không thể sống được cùng với nhau nữa thì cũng nên tạo cho con mình một cái tuổi thơ, nó đừng có bị bất hạnh quá, nó đừng có bị biến động quá, để các bé ấy vẫn có thể được trưởng thành, được yêu thương và được nuôi dưỡng, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo. Tôi tên Huy và vợ tôi tên là Hường. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ đầy. Mặc dù chúng tôi trông như một gia đình hạnh phúc, nhưng mà thật ra vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ ăn to nói lớn, cao ráo, khỏe mạnh. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 2. Hai gia đình cũng gần nhau nên bố mẹ cũng sớm trở thành bạn. Tôi chưa bao giờ rung cảm với Hường, và Hường cũng chẳng hề yêu ai. Hai đứa tôi thân thiết gắn bó với nhau như hai thằng đàn ông. Đến năm 26 tuổi, vì thất tình mà tôi phải nhập viện. 2 tháng tôi nằm bệnh viện là 2 tháng mà Hường túc trực chăm sóc, từ đút cháo, lau rửa đến đổ bô. Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi quyến luyến nên giục cưới, và chúng tôi cũng tự nhiên gật đầu mà chưa từng nói lời yêu với nhau lần nào. Cuộc sống của tôi chẳng buồn, chẳng vui, êm êm qua ngày. Thi thoảng thì tôi bức xúc
cũng đụng chạm vợ mình, và cô ấy không đẩy ra nhưng mà miễn cưỡng chịu đựng. Còn tôi cũng chẳng khác nào nhai khoai sống, gượng gạo, bực bội. Bỗng nhiên một ngày, vợ tôi dẫn về nhà một người phụ nữ. Tên cô ấy là Đặng. Cô ấy là đồng nghiệp của vợ tôi, quê ở xa, mới ly hôn nên sống cô đơn. Nhà tôi lại rộng, thừa phòng nên vợ tôi mời Đặng về nhà ở cùng. Đọc tới đây thì Hữu đoán xem câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Chắc là rẽ sang hướng bất hợp rồi phải không anh? Bất hợp? Tại sao em không nghĩ ra hướng tiểu tam? Tại vì mô tả của bạn lúc đầu á, thường đàn ông các kiểu. Thế còn Hữu, em đoán câu chuyện tiếp theo như thế nào? Sự xuất hiện của chị Đặng. Thật ra là những cái câu chuyện mà người ta thấy ở trên phim ảnh á, thật ra ở ngoài đời nó cũng có. Có, đây là một câu chuyện có thật của một khán giả ở Đà Nẵng luôn. Thế em nghĩ sao? Tiếp tục bạn này là nghĩ bất hợp đó. Em biết bất hợp đúng không? Bất hợp là không hợp. Bất hợp có nghĩa là nữ rung cảm với nữ. Anh hãy kể tiếp câu chuyện đi ạ. Lương Bích Hữu vẫn chưa nhận ra được câu chuyện nó như thế nào nha. Sự trong sáng. Đặng và vợ tôi thân thiết với nhau còn hơn chị em gái. Cứ tan làm về là ríu rít cùng nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc hai con. Buổi tối thì còn rút rít với nhau trong phòng tới tận đêm. Nghe tiếng Đặng cười giòn tan, trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Từ lúc nào tôi hay nhớ nhung, mường tượng chuyện yêu đương với Đặng, thèm đặt tay lên đôi má của cô ấy, thèm được chạm lấy bờ môi mỏng mềm của cô ấy. Dường như là Đặng cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi. Mỗi lúc có việc đi lướt qua tôi, Đặng đều cố ý đụng chạm. Và mùi hương tự nhiên của Đặng như một luồng hơi cay cực mạnh, đánh sọc vào mũi tôi, làm đầu óc của tôi choáng váng. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi mà vợ tôi đi vắng, chúng tôi đã cuốn vào nhau. Tôi yêu Đặng mê mẩn, xúc cảm với Đặng đánh thức gã đàn ông cuồng loạn trong tôi. Không chịu nổi cảm giác giấu giếm, không thể công khai yêu đương, tôi đã định chia tay vợ để đến với Đặng. Nào ngờ, khi nghe tôi ấp ủ dự định, Đặng liền can ngăn kiên quyết. Đặng nói vợ tôi là người tốt, Đặng yêu quý vợ tôi nên không thể nào làm tổn thương. Và gia đình tôi cũng đang êm ấm, không nên chia lìa. Những đứa trẻ thì còn nhỏ, rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Những điều Đặng nói đều đúng, nhưng tôi cũng không thể chịu được cái cảm giác nhìn thấy người yêu trước mắt mà không thể ôm vào lòng. Vợ tôi dường như cũng đã biết chuyện nhưng lại không nói gì, khiến tôi càng khó chịu. Nhưng một ngày, tôi tan làm sớm với dự định sẽ qua phòng Đặng để tranh thủ âu yếm người yêu trước khi mà vợ tôi trở về. Đẩy cửa vào phòng, tôi choáng váng khi bắt gặp vợ tôi và Đặng đang hôn nhau thắm thiết. Tôi giống như là bị đánh mạnh vào gáy. Tối đó, một mâm rượu được bày ra để ba đứa chúng tôi có đủ dũng khí để trò chuyện. Vợ tôi vốn cứng rắn bỗng nhiên rơi lệ đầm đìa. Cô ấy chia sẻ rằng mình vốn thích phụ nữ từ lâu, nhưng không thể vượt qua được dị nghị của xã hội, không dám sống thực với cảm giác của mình. Dù cô ấy không thích đàn ông, nhưng chấp nhận lấy tôi, người bạn trai lâu năm, thân thiết mà cô ấy coi như em trai. Cô ấy đã lấy tôi vì muốn chôn vùi hoàn toàn cảm xúc, muốn chạy trốn bản thân. Nhưng mà khi gặp Đặng thì cô ấy lại rung cảm từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy cũng biết chuyện của tôi và Đặng, nhưng có thể chấp nhận được vì tôi có những điều mà cô ấy không thể đem lại cho Đặng. Cũng không muốn mất gia đình, mất người thân là tôi. Còn Đặng thì cũng nước mắt lưng tròng nói Đặng yêu vợ tôi, nhưng mà cũng si mê tôi. Vì thế, dù biết rằng ngang trái, nhưng cô ấy không thể bỏ được ai trong hai vợ chồng tôi. Đặng sẽ ra đi nếu như phải lựa chọn một trong hai người. Tôi từ tê lặng đến buông xuôi, vì tôi cũng không muốn mất đi những giây phút cuồng si tôi có được với Đặng. Liệu có ai chấp nhận nổi câu chuyện tình đầy éo le như của tôi hay không? Ước gì đây là cơn mơ của tôi, của Hường và cả của Đặng. Anh thấy em có vẻ khó hiểu đúng không? Không hiểu luôn. Không tức hiểu là luôn. Không có nhiều thuyết hiểu quá. Tại sao lại như vậy. Mà cũng không có cảm được
những cái cảm xúc của bạn. Em hãy nghe Hamlet chia sẻ nè. Em không nghĩ câu chuyện này là câu chuyện để phán xét đâu anh Khang. Mà chỉ có thể là mình lắng nghe và mình chia sẻ với họ thôi. Thật ra trong cái câu chuyện này ai đúng ai sai không quan trọng, vì vì đôi khi những cái quyết định của những người ấy á, thì họ cho là hợp lý đối với bản thân của họ. Có thể người ngoài nhìn vào chúng ta thấy là sao nó vô lý đến như vậy, và tại sao nó trái với luân thường đạo lý đến như vậy đối với những người suy nghĩ bình thường. Nhưng mà ít nhất là quý vị thấy cả ba người đều hạnh phúc, đúng không ạ? Quyết định của hai người phụ nữ và người đàn ông trong câu chuyện này, đối với cá nhân của họ, họ đều hài lòng với những quyết định đó. Bởi vì chỉ cần một trong ba người không hài lòng thì chắc chắn là cái nút thắt đó sẽ được sẽ bị tan vỡ đi. Nhưng cái câu chuyện của chúng tôi nói đến ở đây đó là không điều gì là không thể xảy ra trong cuộc đời này cả. Và nếu như không có sự xuất hiện của Đặng thì liệu rằng người đàn ông và người phụ nữ trong câu chuyện này sẽ chịu đựng nhau đến bao giờ? Bởi vì họ không hề có một cái hạnh phúc nào. Đúng không ạ? Và nếu bây giờ mà bắt họ phải sống theo đúng với những gì mà mọi người hay xã hội muốn thì mình lại có ba người bất hạnh. Đúng ạ. Thế nên là khi mà chúng tôi nhận được cái lá thư của câu chuyện này là tôi đi từ sửng sốt này đến sửng sốt kia. Cho Hữu thắc mắc xíu nha. Vậy là kết thúc là như thế nào? Họ sống chung một nhà. Và cả ba người đều hạnh phúc trong cùng một nhà. Vậy cùng chung để mà chăm sóc các bé luôn? Cùng chung chăm sóc. Thì Đặng chăm sóc vợ của anh này, anh này chăm sóc Đặng, rồi Đặng chăm sóc lại anh ấy. Nói chung là họ chăm sóc lẫn nhau. Hình như có bé mà phải không? Có em bé có luôn. Có em bé. Vâng. Như ba bà bạn vậy đó, hàng xóm chứ anh chung. Cũng dễ thương mà. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà nó thật sự nó có quá nhiều cái ngã rẽ. Thật ra chuyện đời, cái gì cũng có thể xảy ra đúng không? Kim Sa Ngư có thể lưu bích hữu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra thôi. Nói thật ra là không chỉ quan tâm tới hai đứa nhỏ thôi. Wow. Thật sự là mấy đứa em bé mới là quan trọng nhất. Nhưng mà tự nhiên cái nghe nói đến đó, cái Trần Nguyên Khang nhớ đến một trong những cái ca khúc nổi tiếng của Lưu Bích Hữu ngày đầu. Chi đôi cơn mơ. Đúng rồi. Thì rõ ràng đây là chi đôi cơn mơ mà, đúng không ạ? Mỗi người mơ nữa. Nói một chút về cái bài này đi, là hồi đó là anh xem Giai điệu tình yêu. Và cái bài này hot lắm. Hot đến mức mà mới chiếu xong là ngày hôm sau đĩa lậu đã đánh ra rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái bài này đến với em tình cờ như thế nào? Bài hát này của công ty đã sắp xếp cho Hữu khi mà xuất hiện trong vai trò là solo á. Thì khi đó là Hữu rất là nhớ nhất cái lúc mà tập á, là rất là sợ độ cao để mà xuất hiện trong cái vai trò của mình là hát, nhưng mà ở trong một cái lòng giống như là mình đang bế tắc vậy đó. Rồi xong rồi anh thấy cái lòng xuống. Đó lúc mà đưa em xuống nó cũng lung lay lắm. Đúng rồi á, hồi xưa là không có được chắc chắn như bây giờ. Họ ở trong không có cái gì có đài để họ xong rồi cái mình chỉ dịnh lại thôi, là phải diễn nữa chứ, phải buông hai tay ra. Cái lúc buông hai tay ra là phải dựa trên cái thân của mình để mà thăng bằng để mình, lúc đó là mình chỉ là khó quá anh ơi này nọ đó. Thì lúc đó là thật sự là không dám nhìn xuống dưới luôn, chỉ dám nhìn lên trên, không dám nhìn xuống dưới là sẽ bị choáng. Sợ độ cao. Nhưng mà cái bài này nó đặc biệt là nó do hai anh em cùng sáng tác. Nhạc là nhạc của Nguyễn Hòa nhưng mà lời là lời của Quang Huy, đúng không ạ? Và nó đã trở thành một, nhưng mà tại sao bài nó nổi tiếng vậy rồi em không quay MV? Thật ra là không phải là không quay, nhưng mà chưa thôi. Và ngay cái thời điểm đó hầu như là mọi người cũng xem cái clip đó và thích cái clip đó nhiều hơn. Bây giờ nếu như mà mình thực hiện một cái MV á thì phải làm sao để cho mọi người nhớ tới tuổi thơ của mình thì nó mới là đạt chuẩn trong những suy nghĩ của Hữu. Chúng ta mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một cái phiên bản phối mới cho ca khúc Chia đôi cơn mơ với tiếng hát của Lương Bích Hữu.
rất muốn quên đi mỗi duyên tình xót xa để được bên anh không lo lắng không buồn phiền. Khó quá anh ơi biết sao để quên một người, khó quá anh ơi làm sao đến với anh, dù em đây đã hiểu trái tim em cần anh. À, ngã ba đó con đường đã thấy phía trước nhưng sao em không thể nào bước theo con tim mình. Em đây thật muốn quên đi những muôn phiền đã qua để được bên anh như em mơ ước bao lâu rồi. Cảm ơn tiếng hát của Lương Bích Hữu. À, hình như là Hữu khá là thành công với những bài hát nó buồn, giai điệu nó đầy tự sự. Hữu có bao giờ nghĩ là cái giọng của mình với lại cái biểu cảm của mình nó lại phù hợp với những cái bài mà nó tan vỡ, chia ly, thất tình không mà Hữu? Nãy chị mới nói với em trong hậu trường xong. Dạ. Không, nhưng thực ra mình vẫn có bài hit vui á chị, Cô Gái Trung Hoa nè. À, thì có một bài rồi nè. Cũng có, nhưng mà có lẽ là khán giả vẫn yêu thích khi mà nghe Hữu hát mấy cái bài nó hơi buồn buồn hơn chút. Tại vì thường á là con người Hữu rất là khó diễn đạt một cái vấn đề gì đó trong tâm trí của mình. Thường thường á là mình cảm xúc rất là nhiều, giống như hồi nãy khi mà Hữu nghe một câu chuyện của một bạn trong The Cancel có kể, thì là Hữu cảm xúc nó dâng trào dữ lắm, khóc. Nhưng mà để nói lên cái điều đó thì thật sự mình không có diễn tả được một cái lời nào đó chính xác mà nó xoáy sâu vào những gì mà trong con tim của Hữu. Cho nên những cái ca khúc đó giống như nó thay lời muốn nói. Và khi mà mình nhập tâm vào, tự nhiên cái vỡ òa ra luôn. Những cái gì mà mình đang suy nghĩ, mình đang nhập tâm, nó rất nhạy cảm mà kiểu giống như là tiếp thu về những cái gì liên quan tới, chạm vào trái tim. Mặc dù mình chưa trải qua ngay lúc đó, nhưng mà mình vẫn cảm nhận nó rất là sâu. Cho nên là Hữu mới có lời nói với lại
Hamlet Chương là thường thường á, những cái bài hát của Hữu giống như là bài trẻ hẹn nữa rồi đi, tự nhiên vừa hát xong có người trẻ hẹn thiệt. Đó là vậy, tại vì do là mình quá nhập tâm, mình đem những cái điều đó giống như là thuộc về mình. Luật hấp dẫn mà mạnh quá. Vì vậy chị có thể nói là mỗi một bài hát Hữu hát là nó cũng vận nhiều vào cuộc đời của Hữu đó Hữu. Cho nên là mình mốt mình hát bài nào nó vui vui để mốt mình có được thay đổi thời vận. Nói vậy chứ thật ra khán giả vẫn yêu thích nghe những bài buồn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà trong số những cái bài mà Hữu hát trong cuộc đời của mình á, thì thật sự cá nhân của Hữu thì Hữu thấy bài nào là cảm xúc nhất? Tức là cho tới hiện tại nha, bây giờ là Hữu nó có một cái sự tách biệt rõ hơn so với ngày xưa. Ngày xưa thì mình cảm nhận nó, mình phải nghĩ rằng là mình phải cảm được cái lời đó thì mình mới hát thể hiện ca khúc đó thành công. Thì khi đó là Hữu cảm nhận như thế nào đó là Hữu vỡ òa ra theo ca khúc đó luôn. Còn bây giờ thì Hữu sẽ có một cái sự tách biệt hơn, rõ ràng hơn, giống như là mình đã trải qua những cái biến cố chẳng hạn, thì sau đó mình hát những ca khúc đó mình cảm thấy là nó được vượt qua rồi. Thì mình hát theo một cảm xúc, nó là mình từng nhưng mà mình không có đặt nặng về nó nữa, không có lậm vào. Ok, thế thì chúng tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của Lưu Bích Hữu một phần nào đó cho quý vị biết là tại sao trong cái giọng hát này nó lại cảm xúc đến như vậy. Và chỉ cần nghe cô ấy hát thì chúng ta thấy nhà cô ấy như trải hết cuộc đời của mình, trải hết lòng của mình. Thế thì bây giờ để khép lại chương trình, chúng ta sẽ xong ca cùng với nhau một ca khúc nữa nha. Nãy nhân tiện nói về những bộ phim của TBB. Ngày xưa thì không biết là nhân tiện anh ví em là con chim điêu đúng không? anh đang suy nghĩ đó là chắc là mỗi người có một cái nhân vật anh hùng hoặc là một cái bộ phim nào đó mình yêu thích. Anh thì cực kỳ thích, ngày xưa thích Thần Điêu Đại Hiệp và thích cái bài trong cái bộ phim đó. Anh nói cho em vui là tại vì anh nghĩ là Lương Bích Hữu là cô Long, cho nên em sẽ là Dương Quá thôi. Em không ngờ em có thể hả hê với việc nghĩ anh là con điêu. Thế thì nói đến đây thì mọi người cũng biết đến một cái bộ phim rồi đúng không ạ? Thần Điêu Đại Hiệp. Thôi thì hôm nay chúng ta mời quý vị sẽ cùng lắng nghe là phiên bản của cái lời của ca khúc này rất là nổi tiếng ngày xưa. Và lần này quý vị sẽ đến với lần kết hợp song ca của Hamlet Chương và Lương Bích Hữu. Ca khúc Cánh Chim Cuối Trời, mời quý vị cùng lắng nghe. Chim bà gió tung lần đó vượt ngàn khó, không mỏi cánh bay đi khắp phương trời, lướt qua biển cả, qua đồi núi, qua đồng cỏ, bay lượn trời mây bao la, chim bay mãi về đâu, chập trùng ngàn phương bóng xế kia chân mây còn xa mùa khơi, mà lòng chẳng mang chân thế phương xa xăm ra đi không dừng chân. Phút trên đầu núi bay bạc trắng trên ngọn gió, không mỏi cánh bay đi khắp phương trời. Đã xa rồi những bao ngày tháng nghe mòn mỏi, xa rồi trần gian vây quanh chân ta những buồn nhớ. Hồng trần còn nhiều gian dối, ta không ham lời danh phương gì. Tìm về vùng trời quên lãng, ta phiêu du sông trời trong trời mây. Chẳng phiền lo thì cuộc đời còn nhiều hận thù tranh đua công danh, để những nỗi hận dần bao đau thương chất cao, lửa hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian ngoa dối trá, sao ta không thương gây oán thù chi. Nếu một ngày thật cần cuộc đời nhân gian vui tươi thắm thiết, chẳng còn muôn phiền lòng người đổi thay, cánh chim mang lại về một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi vui tươi, khi nhân gian chẳng buồn lo trốn phiêu bồ. Trên đầu núi mây bạc trắng trên ngọn gió, không mỏi cánh bay đi khắp phương trời. Đã xa rồi những bao ngày tháng nghe mòn mỏi, xa rồi trần gian vây quanh chân ta những buồn nhớ. Hồng trần còn nhiều gian dối, ta không ham lời danh phương gì. Tìm về vùng trời quên lãng, ta phiêu
dù sông chơi trong trời mây. Nơi không gian đôi ta chẳng phiền lo, khi cuộc đời còn nhiều hơn thù tranh đua không dành để những nỗi hận dần bao đầu thương chất cao. Nỡ hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian hoa dối trá. Thật cần cuộc đời nhân gian vui tươi thắm thía, chẳng còn muôn phiền lòng người đổi thay. Tên chim bằng lời về một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi vui tươi khi nhân gian chẳng buồn lo trong phiêu bồng. Cuộc đời còn nhiều hận thù tranh đua không dành để những nỗi hận dần bao đau thương chất cao. Lửa hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian ngoài dối trá. Sao ta không thương gây oán thù chi? Nếu một ngày thật cần cuộc đời nhân gian vui tươi thắm thiết, chẳng còn muôn phiền lòng người đổi thay. Tình chim bằng lại về một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi vui tươi khi nhân gian chẳng buồn lo trong phiêu bồng. Quá là cảm xúc đúng không ạ? Thì hôm nay hai bạn hát lại những ca khúc nhạc Hoa Lời Việt với sự kết hợp của hai bạn thì các bạn thấy như sao? Một bài Vui nè, bài Huynh Đệ Song Hành, bài Người Cùng Cảnh Ngộ, rồi thêm một bài Cánh Chim Cuối Trời nữa, thì Hữu và Hamlet thấy thế nào? Em thấy là Người Cùng Cảnh Ngộ là hợp lý đó chị. Đó, tại vì hai chị em có cùng cái nết. Cái nết hả? Cái nết hay ghẹo người khác đúng không? Không có, nết là không chơi với ai, chơi ở nhà không. Thưa quý vị, Hamlet có một cái sở thích rất là đặc biệt, đó là chị thích ăn ngủ. 9 giờ là lúc đầu lên chuồng đi ngủ rồi, cho nên là sau thời gian đó là bắt đầu quay những cái show tối là gấp lên gấp xuống, thấy thương lắm. Dạ. Và có một sở thích là ăn, tới giờ là phải ăn. Còn Hữu thì sao? Cái nết của em sao? Em có dư Hamlet không? Thật ra là Hữu cũng rất là ham ăn. Còn ngoài ra là nè, nhắn hẳn như ngủ nhiều nên mắt mắt có 1 mí đó. À, thế thì nghe bảo là nếu sau lần kết hợp này thì hai chị em có dự định là sẽ tung ra một cái album hoặc là sẽ nhờ Hamlet sáng tác nhạc cho mình không? Có chứ. Dạ có. Trước hết chắc là chị sẽ xuất hiện trong một cái đĩa kỷ niệm 17 năm sáng tác của Trương. Với một cái bài song ca. Dự án riêng của chị Hữu thì Trương có hai bài mới cùng với các nhạc sĩ khác. Vâng. Một lần nữa cảm ơn Hamlet Trương, cảm ơn Lưu Bích Hữu đã đến với chương trình The Khang Show. Và quý vị thân mến, chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Minh Khang. Lần nữa, Hamlet Trương, Lưu Bích Hữu và Nguyễn Khang. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. The Khang Show, Music Wave. Xin chào các bạn, tôi là Hamlet Trương. Tôi là Lương Bích Hữu. Hãy đón xem chúng tôi vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh YouTube của MC Minh Khang trong chương trình The Khang Show. Xin mời. Xin chào các bạn, tôi là Hamlet Trương. Tôi là Lương Bích Hữu chị ba. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn Ben à. Xin mời Ben nghỉ ngơi ăn trưa. Xin được giới thiệu đến quý vị đôi bạn Nối Khố, đó chính là diễn viên Huỳnh Lập cùng với lại diễn viên Lê Nhân. Xin chào hai bạn. Chị này, em đây. Em, rớt kìa. Rớt cái gì vậy chị? Cái nết của em đó. Mình làm over đó, mình làm quá như thế. Nhưng để biết được rằng trong đời thường mấy ai làm như vậy đó.